ta phải vào game chơi được luôn. Thế nào? Phải open. Đây là một thể loại game âm nhạc kỳ nổi tiếng ở nước ngoài luôn. Rồi, để đầu tiên thì nó có rất nhiều cái setup cài đặt cho cái game này, các bạn có thể lựa chọn được thế nào. Mình sẽ vào phần là setting ở đây. Account, how to play option các kiểu. Game này nó là game miễn phí nhé các bạn. Các bạn có thể download để chơi cũng như là kết nối về cái hệ thống và download âm nhạc về cho tựa game để khi mà chơi chúng ta có những âm nhạc cực kỳ hay mà không cần phải correct. Đây là bản game hoàn toàn miễn phí như thế nào. Thế nữa mình sẽ để link một link FC cũng như là mình sẽ để hẳn cả cái link link gốc của cái trang chủ của game Masidas cho các bạn có thể download được những bản cập nhật mới nhất của nó như thế nào. Graphic thì không có gì đâu, rất là nhẹ thôi, chả có gì ra phần quan tâm cả, chủ yếu là phần âm nhạc thế nào. Phần âm nhạc ở đấy các bạn có thể xem những cái bài âm nhạc các bạn thích. Đây, có rất nhiều các âm nhạc trong cái game này cho các bạn lựa chọn. Từng màn một sẽ có từng bài khác nhau, thế nào, nhạc rất là hay, nó đều mình được khẳng định. Các bạn có thể ấn vào view đây, các bạn có thể download những cái bài nhạc đó về mà nghe, đúng không nào? Download những bài nhạc đó về vừa chơi game vừa nghe nhạc mới nữa. Thì cái hệ thống âm nhạc của cái game này nó sẽ cập nhật thường xuyên, cho nên chúng ta sẽ có những cái bài nhạc mới rồi download về chơi. Đây là một tựa game giải trí mình đánh giá rất là cao. Lúc mệt mỏi chúng ta chơi tựa game này mình tin là các bạn sẽ vui hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chơi thử cho các bạn coi nhé. Lối chơi nó rất là đơn giản thôi, chỉ dựa vào phản ứng của các bạn thôi. Ai ôi, đúng không? Chúng ta sẽ điều khiển cái khối vuông này di chuyển khắp mọi nơi. Đó, vậy thôi. Nhưng mà các bạn hãy nhớ một điều đó là mỗi màn chơi ở đây đều có một bài nhạc khác nhau. Ê, nữa. Tại vì cái âm nhạc của cái game này nó có bản quyền, cho nên là mình bắt buộc là phải tắt cái âm nhạc đi, các bạn thông cảm nhá. Nếu các bạn chơi thì các bạn sẽ nghe nhạc phiêu theo từng điệu nhạc rất là hay. Có ở đấy. Lên. Mày. Rồi. Qua một màn nào. Cố gắng qua đến một màn nào. Nữa. 1, 2. Ok. Lên. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi trời ơi, cũng khá là khó các bạn ạ. Không dễ ăn với cái game này đâu. Ây nữa, 9 lần rồi đấy, 9 mạng rồi đấy. Thế là hơi quê rồi đấy. Ui trời ơi, được rồi, thôi. Nói chung là game này cũng khá đơn giản, mình chỉ muốn giới thiệu nó với các bạn bởi vì game này có nhạc rất là hay. Cho nên là những lúc căng thẳng mệt mỏi các bạn có thể chơi và giải trí cũng rất tuyệt, đúng không? Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download cài đặt tựa game game Masidas rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Đừng quên subscribe channel cũng như like Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé.